Mình là Lan Anh, phụ huynh của bé Huy Hoàng và bé Như Ý. Hiện tại hai bé nhà mình đang học ở Sport English, theo học được hơn 7 tháng rồi. Xin chào mọi người, mình là Liên, mình là mẹ của bé Quốc Anh. Và bé Quốc Anh thì đã theo học tại lớp Kids 4 tại Sport English được 1 năm rồi. Mình là Tiến, phụ huynh của Nhã Uyên. Hiện tại thì con đang theo học chương trình AK tại Sport English. Có lẽ là tủ đồ chơi ở Sport English. Bé Quốc Anh nhà mình thì thích nhất là tủ đồ chơi tại Sport. Bạn nhà mình ấy thì rất thích cái giờ bổ trợ ngữ pháp của Scott, bởi vì cái chương trình này ấy thì đã được các cô của trung tâm biên soạn dựa theo cái chương trình học của Bộ Giáo dục, nên là giúp con cải thiện cái điểm số trên trường rất là tốt. Điều mà mình ấn tượng nhất ở Scott English đó là về cơ sở vật chất ở đây rộng rãi, đa dạng, phong phú và phù hợp với mọi độ tuổi. Ví dụ như bạn Hoàng ở lớp Kids thì bàn cá nhân và ghế sẽ cao hơn, còn với bạn Như Ý ở lớp Kindy thì bàn và ghế sẽ thấp hơn để con đảm bảo an toàn này, thuận tiện phù hợp khi mà tương tác học tập. Khu vui chơi này chính là nơi mà hai bé rất thích. Lúc nào hai bé cũng muốn là mẹ ơi cho con đến sớm một chút để con chơi cầu trượt một tẹo này, chơi nhà bóng một tẹo. Nói chung là cứ nhắc đến học của Scott English là các bé rất hào hứng. Điều mình ấn tượng nhất ở lớp học Scott đó chính là các con được học và tiếp xúc với những cái màn hình máy chiếu lớn ấy. Bởi vì các con ở độ tuổi này thì thường sẽ rất là thích những đồ công nghệ. Ngoài ra thì sẽ có những cái bút màu nam châm, mình thấy là hình thù rất là đáng yêu. Mình ấn tượng nhất với đội ngũ 100% giáo viên là trình độ bản xứ. Nhờ việc cho Uyên theo học lớp Scott từ sớm ấy, nên là bây giờ phát âm của con thì đã rất là chuẩn này, giao tiếp thì tự tin và luôn đạt được cái điểm tuyệt đối ở cái phần thi speaking. Điều mà mình yên tâm nhất để cho các con học tại Scott English thì mình thấy rằng là các thầy cô cực kỳ tận tâm và tỉ mỉ. Mặc dù là đôi lúc là bé có những cái từ ngữ chưa chuẩn nhưng mà các thầy cô rất là kiên nhẫn. Bé nhà mình thì thực sự là cũng hơi nhút nhát một chút, cho nên là mình cũng sợ là bé sẽ không có tiếp xúc được với các kiến thức của các giáo viên nước ngoài ấy. Tuy nhiên thì ở đây thì có ngoài giáo viên nước ngoài thì có cả các bạn trợ giảng người Việt nữa, cho nên là mình cũng yên tâm thì con sẽ mạnh dạn và dễ giao tiếp hơn. Mình rất yên tâm khi lựa chọn Sport vì trung tâm thì có hệ sinh thái học tập này khá là thân thiện. Từ cái giáo trình bản quyền Hazel cho đến cái app hỗ trợ eSport, lớp học app on này và cái bộ sách ngữ pháp độc quyền giúp cho con phát triển toàn diện những cái kỹ năng về ngôn ngữ. Vì lý do công việc nên là đôi khi chồng mình phải đi làm việc rất là nhiều này, ảnh hưởng đến cả giờ giấc đón con. Thì các bạn lễ tân ở đây cực kỳ nhiệt tình và tận tâm, có trách nhiệm. Mỗi khi mà mình đón con về muộn ý, các bạn sẽ cho con tự chơi này, con chơi rất là ngoan và không cho phép con tự ý ra ngoài, chỉ khi mà bố mẹ đến đón. Các câu chuyện về các bạn nhân viên và các con ý, thì có rất là nhiều, cho nên là đấy là điều mà mình cũng khá là lo lắng. Tuy nhiên thì khi lần đầu tiên đến với Scott và những cái buổi học mà mình được tham gia cùng với các con ý, thì mình cảm thấy là các bạn nhân viên ở đây rất là thân thiện, cho nên là mình yên tâm hơn rất là nhiều. Đối với mình ý, thì cái cách chọn lớp cũng như là môi trường học cho con thì khá là khó, là bởi vì bây giờ thì có quá nhiều trung tâm này, có quá nhiều những cái trình độ khác nhau, cũng như là mình đã tìm hiểu ấy, thì bây giờ thì cũng có rất nhiều những cái chứng chỉ ngoại ngữ. Khi tới đây thì mình rất là tin tưởng vì được các bạn nhân viên tư vấn rất là kỹ này, để chọn một cái trình độ phù hợp với cái độ tuổi của Uyên và định hướng cụ thể một cái lộ trình cho con trong tương lai. Lúc trước ấy thì bé nhà mình cứ nhắc đến tiếng Anh là bé cảm thấy chán này, không muốn học này. Đôi khi cô giáo còn gọi điện về nói rằng là đi học mà ngủ gật cơ, tức là không muốn học luôn. Thế nhưng mà từ khi mà mình cho bé học ở Sport English này thì có những cái giáo trình nước ngoài này, giáo trình trên lớp được các thầy cô đưa vào và con học hành tiến bộ hơn rất nhiều, điểm cao hơn. Từ cái môn tiếng Anh không thích thì bây giờ cái môn tiếng Anh con lại trở thành cái môn tự tin nhất. Cái điểm mà yếu nhất mà mình thấy rõ nhất ở bạn nhà mình đấy chính là bạn ấy rất là nhút nhát. Tuy nhiên thì sau khi mà học tại Scott ấy, mình thấy bạn đã mạnh dạn hơn rất nhiều và bạn cũng dám tự tin này, giao tiếp cũng như là hỏi bài giáo viên, đồng thời là ra ngoài khi mà đi cùng cả gia đình ấy mà gặp người nước ngoài ấy thì bạn rất là mạnh dạn lại trò chuyện cùng với người nước ngoài. Đó, cái điều mình cảm thấy là tiến bộ rất là lớn luôn. Mình thấy đến thời điểm này ấy, thì tiếng Anh của con đã tốt hơn trước đây rất là nhiều. Không chỉ vậy, con bây giờ còn phát triển được thêm những cái kỹ năng mềm như là kỹ năng thuyết trình này, kỹ năng phản biện này, tư duy logic.
trong lộ trình tới thì chị rất là mong hai bạn nhà mình có nhiều thời gian hơn để tiếp xúc với môi trường quốc tế này và các giáo viên nước ngoài. Scott English là nơi mà chị tin tưởng gửi gắm ước mơ của con. Cảm ơn Scott English rất là nhiều. Mình hy vọng là con sẽ phát triển tốt hơn nữa, không chỉ về khả năng ngôn ngữ mà còn về tất cả những kỹ năng mềm được học tại Scott English. Thời gian tới thì mình mong con sẽ có nhiều những cái trải nghiệm hơn và chinh phục được thêm nhiều những cái chứng chỉ về ngôn ngữ quốc tế như là IELTS để làm sao có được một cái tiền đề tương lai.